Thank you.
Xin chào tất cả các anh em buổi sáng vui vẻ nhá. Chào Dung My. Chúc buổi sáng tốt lành nhá. Hôm nay đại chiến hai cao thủ đại chiến sớm nha. Thành đá thách đấu cao thủ quần xấu à. Hôm nay cao thủ quần xấu là mưa làm gió ghê quá. Nay thành đá là quyết một trận xem như thế nào nha các bạn. Mời các bạn đón xem trận đấu nha. Đây bữa nay cao thủ là mưa làm gió ghê quá. Tỷ số là 1-0 nhưng về cao thủ nha các bạn. Anh em làm phát like cho hào hứng nha anh em. Có tưởng đó là vợ chứ không phải, tưởng là vợ chứ. Người đẹp cho nó sang. Lâu lâu là lạ đi chứ, người ta tưởng nghĩ là không phải của mình. Là tôi coi giờ mình dính đấy. Chưa biết Dung My ơi, kèo này chưa biết. Rồi tại vì Quyền bảo là không có đánh, không có chơi, không đánh với Việt. Nếu mà có showmatch là sẽ đấu. Là Quyền đấu với Việt đó, bình thường là hai người đây thách đấu với nhau thì không, Quyền bảo không hơn không chơi. Thank you.
thôi anh có trách nhiệm, cuối giờ luôn thì là mua cái ly nó mua chứ anh có trách nhiệm em bớt cái người như vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái mặt bằng cái được. Trận chiến diễn ra rất ác liệt nha anh em. Rất ác và bị liệt luôn nha. Like giúp mình nha anh em. Và đăng ký kênh để nhận những thông báo khi có video mới nha anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em một ngày tốt lành. Tranh thủ dành mấy giây like giúp kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người. Cái này thành cá đánh ép có thể ép được. Tỷ số chắc công ty là sẽ san bằng 1-1. Cổ vũ cho hai người nha anh em. Để có gì Dung My, để có gì hôm nào để coi xem Quyền có đấu với chú Việt không? Có gì xem chào Quyền với chú Việt xem sao. Nhưng mà chắc đâu đấu với chú Việt chắc sợ Quyền lép hơn đó. Chú Việt thường thường chú đánh mấy người dở, chú đánh dở à? Chú đánh mấy người hay à? Chú đánh hay à? Ok đúng rồi Quách Nguyễn ạ, chắc cũng có thể là như vậy chứ bây giờ mà phân tiền chú Việt chắc là hơi hiếm có người với phân tiền được với chú Việt đấy bạn, chỉ có tướng này với phân tiền nhưng mà bình thường rất khó. Thì, cái lối đánh của chú là chú cứ người nào đánh hay là chú đánh hay, người nào đánh dở chú đánh dở, tại người đánh dở chú lười chú suy nghĩ bình thường để cho dễ đánh hơn đấy các bạn. Nên là thấy vậy chứ bảo đánh như chú Việt khó ăn lắm. Tỷ số là 1-1 nha các bạn nha, rất là hấp dẫn. Thành đá mới vô mua bán giờ gói lại có 1-1. Giờ là
mình giữ chắc 5 năm thôi. Nhưng mà kết quả cuối cùng thì mới biết được ra các bạn ơi. Thank you.
vào Long Nguyên nha. Đúng rồi, xăng dạo này mắc quá. Đi được khoảng 170 cây số nha bạn Long Nguyên. Nói chung là hơi mắc chút nhưng mà được 100.000 đi được. Còn đâu hả?
Thank you.
Xăng bây giờ mắc quá mấy bà Lâm Nguyên. Hồi xưa đổ 80 ở Đại Bình, bây giờ đổ phải đổ 100.000 mới Đại Bình. Nói chung là mắc hơn 20. Không có nhiều. Chỉ có mấy xe lớn rồi bây giờ mấy bài. Mấy anh em like cho mình lên 50 like được không mấy anh em? Trận đấu đang rất là căng não nha mấy anh em nha. Chèo này chắc 5 năm rồi mấy anh em. Tỷ số là 2-1 nhưng về cao thủ. Trong hành rất là nhiều cao thủ nha mấy anh em. Hôm nay đang chiến ở bên kia nó quá trời luôn. Cao thủ hôm nay ở đâu mà tới xuất hiện rất là toàn cầu thủ lạ. Mấy anh em ai rảnh ghé trong hành chơi nha mấy anh em nha.
chuyên gia phế cây. Chuyên gia phế cây nha các bạn. Hôm qua là có cái bán phế mã tuyệt sát rất là hay.
Cái nước cái ăn cũng vậy hả? Cũng vậy, tôi biết đâu mà quấn gì không biết hả? Cái nước
Đưa lên tới đây hả? Kéo xe lên nước. Những gì? Trung tướng. Lên tướng, kéo xe về. Đó, giữ đi rồi chết luôn. Bắn chốt vô. Chào mấy anh em nha. Trận đấu đang diễn ra rất là chậm. Quá giải được cái nước tấn công của bên Đen. Để lại con xe thì rất là nguy hiểm. Đấu xe thì rất là mới tạo cách. Các lời của các bạn. Anh em cho mình lên 50 like nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi chỉ số số là 3. 5 à. À. 5 nha anh em, là 3-1 nha, anh em về cao thủ. Trận đấu diễn ra rất là ác liệt nha anh em. Anh em cho mình lên 50 like được không anh em? Rất là căng, hai bên đánh đều là căng, ai đi bậy là thua liền các bạn. Cũng chào anh em rồi. Cảm ơn tất cả anh em xem trên kênh nha. Cho mình giúp like nhé. Cho đầu bóng là hai em đổ đầu nha anh em. Anh có nước thắng hả bạn? Anh có đi nước nào mà thắng hả bạn? Trong một dịp giờ là giờ rú chốt qua. Có cha nước suối rồi. Suối là người đẹp ơi. Gọi người đẹp mấy chị mang suối là không dùng người đẹp không có chị không mang. Thank you.
Thái Sinh, chào AB, chào Lâm Nguyên, chào tất cả các anh em. Vâng, hai bên cũng đánh hết mình rồi các bạn, tập trung hết chiều cái trắng suối, tung hết công lực của mình ra để chiến nha các bạn. Cái này là trò giang hồ, đánh là đánh hết mình các bạn. Người nào đánh không hết mình là chỉ có trả giá bằng tiền mặt các bạn. Nhưng mà bắt buộc phải đánh hết mình, hết công suất luôn. Dạ chị, dạ chị không biết á, dạ chiếu cho đi vô, ăn chốt, ăn sỉ. Chưa lấy hả? Không có, đại đó người ta. Cầm tướng thì xuất ra, tôi coi khỏi tôi đi đâu luôn kìa. Đánh đá là có lối đánh mấu lửa nha bạn gái sinh, rất là đánh mấu lửa, đánh nhanh, đánh mấu lửa cũng thế. Lối tấn công nữa là tấn công, nói chung là đánh mấu lửa hơn đi xuống. Ăn tướng luôn chứ, pháo chạy ăn tướng hơn. À chắc bây giờ pháo chạy ăn tướng. Mà thường thường mấy người mà đánh mà tấn công mấu lửa thì thường thường hay cũng hay bị hở, cũng dễ bị mổ nhanh lắm. Tấn công nhanh, mổ nhanh. Cái là thích. Là đúng rồi, gái sinh cũng là cũng tùy sở trường của mỗi người thôi. Ai có sở trường gì thì cứ phát huy hết sở trường của mình thôi. Nhưng mà kiểu như thế mới là lạ, là vắng vắng, là một hồi dễ bị thua lắm.
tấn công bão táp. À, có nếu mà nó coi trang nó đổi là nó chưa vô thì nó đề xuất Yeah.
được ha, đi công khác. Cái gì vậy? Lạ đâu thiệt chứ. Chào Kenny Vũ nha. Nói chung là đánh 15 phút thì cái nút cờ nó chặt chẽ và chắc chắn hơn nó vào. Nhiều khi nó ít sót hơn đấy, nút cờ chất lượng hơn. Đánh nó không có bột chuột cũng như chạy nhanh nữa các bạn. Mình xem tâm cảm thấy nó hấp dẫn hơn đấy. Có nhiều đường mà mình khai thác được những cái đường hay đó. Nhiều khi đánh mấy cờ nhanh thì mình có mấy bạn là cũng hay chơi là đánh dở sơ sót lum á, mà khi nó chậm chậm thì mình cảm thấy nó đánh chắc chắn hơn, những lúc cờ đi rồi nó hay hơn. Nói chung là 15 phút mới trở lại là vừa, chứ nó 20 phút thì nó hơi dài quá.
Mấy anh em cho mình thêm ít like đi mấy anh em ơi, 50 like rồi, mấy anh em mình lên 60 like nhá. Bên nấu đang hấp dẫn nha mấy anh em, rất là siết, siết đóng rất là chắc chắn, siết vào tiếng đồng hồ. Nước cờ mà thối mã về rất là hay, bắt được một cây. Đảo qua đảo lại tấm mặt luôn. Thank you.